Buổi tọa đàm những vấn đề cần lưu ý khi xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế vừa được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 như sản xuất khẩu trang, găng tay y tế, trang phục bảo hộ được cập nhật thông tin mới nhất về thay đổi và lưu ý thủ tục thông quan. Cùng với đó là những khó khăn doanh nghiệp và đơn vị vận chuyển gặp phải khi đáp ứng những thay đổi theo quy định hiện hành. Hiện mặt hàng bảo hộ y tế đang được các nước như là Mỹ và châu Âu quan tâm khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.